liền bắt đầu ngồi vào bàn chơi game. Lúc này, những người bạn trong game bảo anh xem TV, hình như có chuyện gì đó. Chơi game đi chứ, tin tức gì ở đây vậy? Junwoo bật TV lên, nhưng thời sự chưa nói gì thì TV đã mất tín hiệu. Anh còn chưa hiểu chuyện gì, thì nghe thấy tiếng rượt đuổi la hét bên ngoài. Junwoo từ từ mở cửa sổ ra. Cảnh tượng bên ngoài hỗn loạn, người thì chạy tán loạn, người thì cắn nhau. Một người mẹ cầm con dao to, đang tìm kiếm con gái mình. Sau khi tìm thấy thì ôm chầm lấy con gái. Nhưng không ngờ, bé gái nhìn thì bình tĩnh, đột nhiên cắn lấy mẹ mình. Xe cứu hỏa tới cũng mất tay lái, đâm vào bãi xe cạnh đó. Junwoo lấy điện thoại liên hệ với người nhà. Lúc này, lại có tiếng bom nổ. Có ai có thể nói cho anh biết là chuyện gì đang xảy ra không? Còn chưa kịp phản ứng lại, Junwoo lại nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài. Anh nhìn qua lỗ mắt thần, nhưng không thấy gì hết. Anh chuẩn bị mở cửa, định tự mình ra xem. Cửa vừa mở, một người đàn ông bất chấp tất cả chạy vào phòng Junwoo. Này, anh là ai vậy? Tôi là hàng xóm của cậu này. Không biết anh là ai, mau cút đi. Vậy trước khi đi, tôi mượn nhà vệ sinh một chút được không? Junwoo cũng đồng ý với anh ta. Lúc này, tin tức trên TV nói rằng có một loại virus đang lan truyền rất nhanh, người nhiễm sẽ la hét, bạo lực, khoang mắt chảy máu. Không chỉ vậy, những người nhiễm sẽ đi cắn người. Nghe xong, Junwoo vô cùng sợ hãi, liền cầm dao lên. Tên hàng xóm ra rồi, anh ta vẫn không muốn ra ngoài. Ngay chính lúc đó, anh ta liền thay đổi, mắt bắt đầu chảy máu. Sau đó, cả cơ thể không ngừng quăng quật. Junwoo đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Tên này bỗng vồ lấy Junwoo, may mà anh phản ứng kịp, đẩy hắn ra ngoài. Anh lấy tủ lạnh chặn lấy cửa, rồi ngồi xuống uống bia. Sau đó, anh liền gọi điện cho người nhà, nhưng không gọi được. Đột nhiên lúc này lại nhận được tin nhắn của mẹ, nói rằng chỗ họ vẫn an toàn. Tối đó, Junwoo nhìn thức ăn còn lại trên bàn, bỗng muốn gọi ship. Nhưng không được, nhỡ người ship đến là một zombie thì sao, thôi đi ngủ vậy. Cứ như vậy đã trôi qua 2 ngày, anh nhìn thấy các dàn tin cầu cứu trên điện thoại. Đúng rồi, mình cũng có thể làm vậy, thế là anh liền chụp lại, rồi đăng lên mạng. Trên đó viết, phải tiếp tục sống. Để bắt được tín hiệu, Junwoo còn buộc điện thoại vào flycam. Flycam vừa bay lên, điện thoại lập tức có tín hiệu. Cứ ngỡ sẽ gọi điện được, nhưng nào ngờ flycam lại hết pin. Tối hôm đó, anh lại bị một tiếng súng đánh thức. Nhìn xuống thì thấy một nữ cảnh sát đang bị zombie vây quanh. Đạn không còn, rất nhanh chúng đã vồ lên người nữ cảnh sát. Sau đó, liền bị chúng kéo đến bãi đỗ xe, ở đó toàn là zombie. Junwoo không nhịn được liền hét lớn lên. Trong khoảnh khắc cô nhìn thấy Junwoo, dường như có một tia hy vọng, nhưng cuối cùng vẫn bị chúng tóm lấy. Tiếng hét của Junwoo không có tác dụng gì, ngược lại còn thu hút lũ zombie. Biết chúng sắp xông vào, anh liền nhảy xuống qua cửa sổ. Tên zombie xông vào cũng nhảy qua cửa sổ, cuối cùng bị ngã chết. May là Junwoo bám được vào lan can ban công. Giờ đã là ngày thứ 7 rồi, Junwoo đang xem TV. Đột nhiên nhảy đến quảng cáo mì cay, khiến anh bụng đói cồn cào. Thế là Junwoo liền ăn hết hộp mì cuối cùng. Chớp mắt đã được 15 ngày rồi. Hôm đó, Junwoo bỗng nhận được tin nhắn của mẹ. Mẹ và bố con đang ở công ty, chị con cũng thế. Tiếp đó là tiếng hét thảm thiết. Đó là tin nhắn cuối cùng của mẹ anh. Nghe xong tin nhắn, Junwoo vô cùng phẫn nộ. Anh liền đập phá đồ đạc trong nhà, chút giận bức xúc của mình. Hôm nay đã là ngày thứ 20, thức ăn trong nhà đã hết từ lâu. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, một mớ hỗn độn, chốc chốc lại có một vụ nổ, dường như một tia hy vọng cũng không có. Sự cô đơn đã khiến Junwoo chuẩn bị tự sát. Bước lên ghế treo cổ qua sợi dây, anh bắt đầu co giật. Lúc này, đột nhiên có một tia laser chiếu qua người Junwoo. Hóa ra vẫn còn có người sống, hình như là một cô gái. Không được, không được chết. Sau một hồi giằng co, Junwoo cuối cùng cũng thoát ra. Anh vội vàng tới bên ban công, vẫy tay ra hiệu với cô gái. Cô dùng ngôn ngữ tay, ý nói đã tới giờ đi ngủ, có gì về 7 giờ sáng mai nói chuyện. Nói xong, hai người đóng cửa sổ lại. Sáng thức dậy nhìn điện thoại, đã 11 giờ trưa rồi, đã hẹn người ta 7 giờ sáng gặp nhau rồi mà quên mất. Junwoo vội chạy qua mở cửa sổ, nhưng đối diện không có ai. Ngay chính lúc này, cô gái kéo rèm ra, hai người giới thiệu tên của mình cho nhau. Cô gái này tên là Robin. Sau đó, cô lại vội vàng kéo rèm lại. Hóa ra có một tên zombie xông vào, may mà cô đã đặt sẵn bẫy trước đó. Nhìn tên zombie dữ tợn kia, Robin liền lấy búa giải quyết hắn. Để không dậy quá muộn, ngày hôm sau, Junwoo đã ngồi trước cửa sổ từ sớm. Quả nhiên 7 giờ sáng là Robin sẽ mở cửa ra. Junwoo đói quá không đứng dậy được. Robin buộc sợi dây vào quả bóng chày, cố gắng ném qua chỗ anh, dùng sợi dây đưa cho Junwoo ít thức ăn. Nhưng không đủ lực, sợi dây rơi xuống dưới, Junwoo liền sử dụng flycam để mang dây từ căn hộ mình tới chỗ Robin. Robin liền chuyển thức ăn cho anh thông qua đó. Trong lúc Junwoo định bày tỏ ý cảm ơn, dường như đã thấy gì đó. Lúc này, một zombie cứu hỏa xuất hiện. Hắn nắm lấy sợi dây, hình như đang suy nghĩ gì đó. Hắn dùng sức, sợi dây kéo chiếc bàn làm Robin bị thương. Sau đó, bò lên theo sợi dây thừng, mấy tên zombie ở dưới đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Đúng là hình ảnh chiến đấu lý tưởng trong lòng các zombie mà. Lúc này, Junwoo vô cùng sốt ruột, không biết phải làm gì. Chỉ biết dùng flycam để đuổi tên zombie đi, nhưng lại bị đập hỏng. Nhìn hắn sắp lên đến nơi. Lúc đó, Robin đã tỉnh lại, liền đập chết hắn ta. Ai đổ trong lòng zombie đã chết. Lúc này, mấy tên zombie bên dưới điên cuồng gào thét với Robin. Tối đó, Junwoo nhìn thức ăn còn sót lại, quyết định ra ngoài cược một phen. Sau đó, anh nhẹ nhàng mở cửa ra, may mà không có con zombie nào. Anh tìm thấy thức ăn và vài thứ sót lại ở căn hộ hàng xóm, nhưng vẫn không đủ.
cứ tưởng mọi chuyện thuận lợi, bỗng có một tên zombie xông vào. Junwu liền nhanh chóng chạy về căn hộ của mình, ăn đồ hộp rồi uống bia, trông anh có vẻ rất ổn. Ăn uống xong, Junwu lại chuyển thức ăn và bộ đàm cho Robin. Sáng sớm bỗng nghe thấy bộ đàm cho tiếng nói, hóa ra là Robin muốn nói chuyện với anh. Junwu và Robin cả hai kể lại cuộc sống của mình cho nhau nghe. Bọn họ càng nói càng vui vẻ, cùng nhau ăn lẩu qua một khoảng không. Sau khi ăn xong, bọn họ nghe thấy bên ngoài có tiếng tí tách. Junwu nghĩ là trời mưa, nhưng khi mở cửa sổ ra thì không có gì hết, hóa ra là tiếng của lũ zombie. Lúc này, zombie đang tiến dần lên trên các tầng. Cả hai người định trốn trong đó bao lâu vậy? Chúng tôi lên cùng chơi trốn tìm cho kích thích nha. Bọn họ đành phải hành động thôi. Robin nói với Junwu là tầng 8 không có zombie. Cô sẽ qua đó, rồi chúng ta cùng đi lên. Nói xong, Robin xoay người một cái, nhẹ nhàng leo xuống dưới nhà. Gặp zombie nào thì đập ngay tên đó. Junwu thấy vậy, vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng số lượng zombie quá đông, Robin nhặt được khẩu súng của nữ cảnh sát để rơi trước đó. Lúc này, một tên zombie lại vồ lấy cô, nhưng lại bị đánh, hóa ra Junwu đã tới ứng cứu. Hai người vào trong thang máy. Trong lúc cánh cửa khép lại, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người lên tới tầng 8, nhưng thật không ngờ, không phải nói là tầng 8 sẽ không có zombie sao? Trong lúc Robin đang bối rối, liền bị một bàn tay tóm lấy. Tiếp đó một quả đạn khói được văng ra, Junwu cũng được cứu. Hóa ra ngoài hai người họ, vẫn còn một người sống. Ông chú rót nước cho hai người họ, nhưng họ lại nghi ngờ. Đến khi ông chú tự uống hết nước, họ mới yên tâm uống. Nhưng thức ăn của họ lại có bỏ thuốc bên trong. Junwu liền ngất đi, Robin chỉ còn lại chút ý thức cuối cùng. Cô liên tục gọi tên Junwu, nhưng không có tác dụng. Cô bị kéo vào một căn phòng, có vẻ như căn phòng của ông chú này có gì đó không ổn cho lắm. Hóa ra, cô nhìn thấy trong phòng có nhốt một zombie, là vợ của ông chú. Ông ta rất yêu vợ mình, nhưng lại không dám giết vợ, nên đành để như này. Ông cởi dây thừng buộc người vợ zombie ra. Trong chốc lát có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng buông tay. Zombie lập tức vồ lấy Robin. Junwu lúc này cũng đã tỉnh lại, liền rút súng ra, nhưng ông chú đã buông sợi dây ra. Junwu không nghĩ nhiều, nhào lên bắt lấy sợi dây, nhưng vẫn không kịp. Lúc đó, bên trong lại không động tĩnh gì. Ông chú mở cửa, liền bị người vợ vồ lấy, cứ vậy mà ông ta bị cắn chết. Nhưng vì lòng yêu thương dành cho vợ mà hắn không hề oán trách. Cuối cùng, Robin bắn chết hai người. Tiếng súng lại càng thu hút nhiều zombie đến. Robin muốn Junwu bắn chết chính cô. Trong lúc suýt bóp cò, bọn họ liền nghe thấy tiếng trực thăng. Nhìn ra ngoài, bên quân đội tới rồi. Hai người chuẩn bị lên sân thượng. Lúc mở cửa, liền vứt ra hai quả đạn khói, liều mạng chạy lên tầng thượng. Trong lúc lên tầng, Robin bị zombie tóm được. Junwu vì cô mà tự mình chặn chúng lại, bảo cô lên trước. Sau khi Robin lên tới nơi, trực thăng đã biến mất rồi. Lúc đó, Junwu cũng đã thoát khỏi lũ zombie. Hai người nhìn nhau thất vọng. Junwu hét lớn lên, vọng ra khắp cả tòa nhà. Lúc này, cánh cửa không giữ được nữa. Một đống zombie nhào ra bên ngoài, đạn cũng dùng sạch rồi. Chính ngay lúc đó, trực thăng xuất hiện sau lưng họ. Hai người quay lại nhìn, một chiếc trực thăng từ từ bay lên. Nã đạn vào lũ zombie khiến chúng cũng không trụ được. Hai người cuối cùng đã được cứu, điện thoại của Junwu bỗng kêu lên. Là tin nhắn cuối cùng của gia đình anh. Tuy hai người họ đã sống sót, nhưng thành phố này vẫn còn rất nhiều người đang chờ được cứu. Bộ phim tới đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ follow để hóng những video tiếp theo nhé.